của Liên Hiệp Mobile, chúng tôi có tổ chức các chương trình rất hấp dẫn dành cho quý khách. Chương trình giảm giá lớn đối với một số loại điện thoại di động. Chương trình phân phối các sản phẩm chính hãng của Samsung. Đặc biệt là chương trình mua laptop trả góp với lãi suất của ngân hàng. Mua laptop trả góp với lãi suất của ngân hàng, quý khách sẽ được miễn phí bảo trì laptop trong 3 tháng, phòng chống virus, tối ưu hóa hệ thống, giảm 10% giá phụ kiện, vệ sinh máy, tư vấn sử dụng, cài đặt phần mềm, hình ảnh, game. Với chương trình rút thăm trúng thưởng dành cho quý khách mua mới các loại điện thoại di động, một giải nhất, một laptop Lenovo G450, một giải nhì, một điện thoại Nokia E63, một giải ba, một tủ lạnh Daewoo, và 10 giải khuyến khích với nhiều phần quà hấp dẫn. Chương trình sẽ được thực hiện đến hết ngày 12 tháng 6 năm 2010. Lê Nguyễn Mobile, 140-141, ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại 0736-250-339.